được Úc cho ra phơi nắng nè, sướng chưa? Nó nhèo lắm mọi người, lận lận nó cái nó vụ vụ hai cánh nó kêu chít 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 cái đường. Hết được lận lắm á, cái này. Cánh nó. Rỉa lông đi con. Chim dai rỉa lông. Rỉa lông. Cái tên nghe không? Sướng nha mọi người. Này chim bồ câu hoang dã nha mọi người. Ba mẹ đứng trên kia kìa. Ba mẹ đứng trên kia kìa. Coi mình làm gì con đó. Chíp chíp chíp. Baby nè. Mọi người thấy một khác một trời một vực không? Mình cũng đã nói được trước là mình sạch Google. Thì người ta nói khi mà chim bồ câu nó đẻ, nó đẻ một trứng trước rồi hai ngày sau nó đẻ trứng nữa, nên mình điều đó cũng make sense. Nắng đi con, rỉa lông, rỉa lông rửa cánh phơi nắng này nó lớn rồi mọi người, cái lông nó nghịch thấy không, cái lông có lông, cái lông cánh nó ra cũng nhiều ghê rồi đó. Mẹ nó kêu nữa đó. Hi mommy. Mẹ nó kêu nó dùng chuồng thấy không? Thấy không? Ý là nhảy lên cái chuồng đó. Nhảy lên chỗ cái đó kêu tụi nó vô. Cao quá xong rồi cũng thấy. Kêu con nó vô đó mọi người. Nó kêu con nó vô đó, mình muốn cho nó con nó phơi nắng xíu đi con. Rỉa lông rồi, rỉa lông rồi đây, nó thích ra cày, ra rỉa rỉa lông, con bự. Mẹ nó muốn kêu vô chuồng, nó thấy mẹ đó, mẹ cũng gần đây nè, muốn vô chuồng hả? Let them get the sun, mommy. Okay, so they will healthier. Okay. Người thấy không, mình bắt con nó ra chơi cho phơi nắng, nó đứng ngay cái chỗ ổ đó, giống như nó kêu hai con nó vô rồi đó. Okay. Để cho nó phơi nắng chút xíu đi. Chúc con ăn phải không? Want to feed them, buddy? Want to feed your baby? Huh? Right? Feed them. Look cute, buddy. Feed them. Want to feed them? Right? Okay. Mẹ thấy mình chơi với hai đứa con nó cái đó lại nè. Cho con phơi nắng mà. Let them out get the sun buddy. Đó, thấy mẹ nó không? Mẹ là cái ổ kiếm. Chứ là mẹ nó chưa bỏ con nó vô chuồng á. Mình thấy không? Đó, mẹ nó lôi vô chuồng vậy, con lấy cái kéo cái chuồng lại gần cho hai chim nó leo vô nha. When your baby get inside. Đấy. Closer, they can get inside. Nè. Nắng chút đi con, nắng chút mình vô nha. Rỉa lông. Rỉa lông nó leo tự leo vô nha. Từng chỉnh đó. Mẹ
mẹ nó sợ anh bắt đi thì thấy ẩm ra cái lật lật chạy lăn lăn xăng chạy lại, thầy sợ nhảy lên cái chuồng, nghĩa là kêu mình bỏ con nó vô chuồng á, nó đứng xa nó nhìn kìa. Con nó lên vô chuồng. Phơi nắng chút đi con, phơi nắng đi ba đi, chị không ra đây phơi nắng thì cũng phơi nắng cho nó nè, cho con cái chậu mới nè, con này con nhỏ xây ra cái con bự nè. Chết nó bay đi. Ừ, giỏi quá. Rỉa lông nè. Rỉa lông cho Mia đi. Mia đi con. Exercise, do exercise, do some exercise buddy. Mọi người thấy cái lông đó không? Cái lông cũng ra nhiều lắm nè. Cánh nè. Cánh nó ra cũng nhiều lắm nè. Clean up, buddy. Hey, buddy. Clean up time. Just do it. Just do it, buddy. Yeah, buddy. I love your baby too. Okay? You're not afraid of me. Okay, buddy?
Thank you.